một hồi tìm kiếm thì hình như đã kiếm ra được cái đường để đi vô trong cái hang. Cảnh này cũng đẹp nhưng mà chưa phải là cái cảnh mà lúc mà bay phên ngồi. Sân bay Ranh Ngương cũng đông nè mọi người, tại vì là lễ cho nên người ta thấy họ đi chơi nhiều. Hello. Chào mọi người đến với kênh Phá Nguyễn. Thì clip ngày hôm nay sẽ là clip đi chơi Krabi. Thiếu Krabi Tam Roy Fan Zone là bộ phim có Bay Phơn và Nai đóng. Mọi người biết mọi người có coi bộ đó chưa? Thì mình sẽ đi check in các địa điểm trong phim đó cũng như là giới thiệu những cái địa điểm khác cho mọi người. Bây giờ đang ngồi ở food court ở sân bay Đoan Mương thì đang chuẩn bị ăn cơm xong rồi và lên máy bay. Thì hẹn gặp mọi người ở Krabi nhé. Đến sân bay Krabi rồi mọi người ơi. Bây giờ sẽ đi nhận xe tại vì tụi mình thuê xe để chạy đi chơi. Đây, thuê chiếc xe này. Thuê xe một ngày khoảng 800 ngàn nha mọi người. Chạy cho nó tiện tại vì ở Krabi, ở đảo này á, nếu như mà đi taxi hay đi Grab á, giá cũng cao lắm. Mình thấy đa số ở đây mọi người cũng thuê xe nhiều. Tuần này là chạy bay thế này còn hả? Bây giờ mình sẽ kiếm một quán ăn trước rồi sau đó sẽ đi check in khách sạn. Đi chơi Krabi lần này thì cũng không có nhiều plan lắm, chỉ là muốn đi mấy cái chỗ mà trong phim fan zone và đi check in mấy cái đó thôi. Quán mà tụi mình chọn đi ăn nó cũng hơi xa xôi hẻo lánh mọi người. Đường cứ vào trong hẻm đi luôn nhưng mà nó gần cái resort mình ở. Đây đã đến nơi rồi. Canh, canh là canh kiểu miền Nam á, rất là cay luôn. Ăn với lại canh chua mà kiểu Thái á, cay. Có măng, có cá và thịt mỡ. Đây đã đến resort rồi mọi người ơi. Krabi. Resort chill. Đây là phòng mình sẽ ở hôm nay. Thực ra là mình sẽ đổi phòng hai lần. Phòng này là Puesset. Rồi qua hôm sau thì là Puvilla. Đó. Có một cái giường ngủ ở đây. Phòng khá là mát mẻ thoáng luôn á. Có ở trong này có bồn tắm nè mọi người. Rồi ở ngoài này là có thể ngồi ở đây ha. Rồi đi ra ngoài này chill. Ngoài này là hồ bơi luôn. Ngắm cảnh biển đó. Vừa ngồi ngắm cảnh ở đây sao? Ngắm cảnh biển ngoài xa xa kia. Xong cất đồ và thì bọn mình đang đi thám hiểm coi là trong cái resort này nó có cái gì. Ôi, mất là mát luôn các mọi người. Đằng xa ở dưới đó là bãi biển. Mấy cái ghe nó đậu nữa. Wow. Ở đây có chắc là chèo kayak nữa nè mọi người. Mình không biết.
biết chiều người ta có lấy xuống cho mình không, là đường đi xuống biển. Thôi tao mà lại giờ đi cho hỏi khách kèm massage nè. Sau khi đi thám hiểm xem là ở trên cái resort này nó có cái cảnh gì để chụp hình thì bây giờ mình về lại phòng để trang điểm một tí, với lại là thay đồ khác để ra chụp hình. Thì đây là cái cây Brownwick bài nón chặt, cái này là cái eyeshadow với lại eyeliner chung một cây. Thì cái này nó tiện một cái là nó vừa có vẽ được eyeshadow, mọi người có nghĩa là vẽ màu mắt cho mắt mình nó rõ hơn á, lấp lánh đẹp hơn đó. Xong rồi qua cái đầu này, cái đầu này thì vẽ eyeliner cho mắt mình nó nhìn nó bự hơn á đó. Rồi nó rất là rõ luôn mọi người, vẽ một cái là nó rõ mà nó còn bám rất là lâu luôn á. Nhìn đi, ui con mắt to hơn trông thấy luôn đi. Ra là vẽ từ cái camera của điện thoại là nó cũng không có dễ vẽ bằng. Mình có bán cái này cho mọi người. Brownwick bài nón chanh là một cái brand mỹ phẩm của Thái, là cái anh đó là anh chuyên viên trang điểm cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng của Thái, và anh sản xuất ra cái dòng mỹ phẩm, cái dòng trang điểm này, và được rất là nhiều người Thái ưa chuộng. Nếu như mọi người quan tâm muốn mua, mình có bán rất nhiều loại, ngoài eyeshadow, eyeliner, ngoài ra thì mình còn có nhiều loại khác nữa, đó là vẽ chân mày nè. Thì hôm nay thật ra mình cũng vẽ chân mày của cái nhãn hiệu này luôn. Cái cây này là mình xài hơn một năm rồi á mà nó vẫn còn, xài mỗi ngày nha, gọt riết nó hơi nghe, vẽ rất là tiện nè. Cái này là mình vẽ từ hồi sáng trước khi mình lên máy bay đi tới đây luôn, mà nó vẫn y như cũ, nó bám rất là lâu, và cái đường nén nó lên á, cái màu nếu như mà mấy cái loại kia thì nhiều khi nó bị bết ra, mà nhìn nó hay là nó bị vón lại, nhìn rất là ghê. Nhưng mà cái này thì mình xài mình thấy rất là thích ha, xài cả năm từ một cây dài này còn lại còn chút xíu. Nó hay là có riêng eyeliner một cái cây nhỏ đây thôi, cũng là cây mình rất thường dùng, nó bằng sáp cho nên vẽ dễ cho những người mà mới tập trang điểm. Thì mình có nhập về Việt Nam cho em mình bán, mình để cái link này dưới description nha, bạn nào muốn mua thì cứ inbox vào trang của mình. Còn vẽ mắt dưới được nữa mọi người, cái cây này nó nhọn á cho nên là mình không cần đem theo nhiều cái cọ, một cái cây này mình vẽ luôn á. Đây là mắt mình sau khi vẽ xong, nhìn nó to, mí nó rõ hơn trông thấy đâu có mọi người. Giờ đã sẵn sàng đi ra chụp hình tiếp đây. Mi chật tối nhìn nó là đi thôi. Thôi để đi tung tròn này nhỉ. Mình đã đi bơi rất là nhiều rồi, mình còn tắm thì quá trời luôn mà nó vẫn còn đây nè, lâu ghê. Hello mọi người, đây là ngày thứ hai Krabi. Vì thì bây giờ tụi mình đang đi đến Hạt Rai Lê. Hạt Rai Lê là một cái địa điểm mà có trong cái phim Fan Zone mà hôm qua mình mới nói là mình muốn đi tới đó. Thì thật ra cái hạt này, Hạt Rai Lê, là nó nằm ở trên đất liền, nhưng mà biển ở trên đất liền chứ không phải là cái đảo, nhưng mà nó bị che xung quanh là đá, là cái núi đá, cho nên là cũng phải đi đò để đi qua cái hạt, là cái bãi hạt Rai Lê, gọi là bãi Rai Lê, cũng phải đi đò để đi qua cái bãi đó. Đây tụi mình đã đến cái bến thuyền Ào Nang rồi đó, rồi bây giờ sẽ đi đò đi qua bên bãi Rai Lê. Bây giờ sẽ đậu xe cứ dọc bên đường mọi người, xong rồi tới cái chỗ này để mua vé, sẽ có cái phòng bán vé, cái đò đi qua bãi Rai Lê ha. Đây phòng bán vé đằng sau như vậy. Vé đi về luôn là mỗi người 200 bạc nha, 200 bạc là khoảng 140 á, là họ sẽ 6 người trên một chiếc thuyền, nếu như đủ 6 người là người ta sẽ đi, và vòng về cũng vậy luôn. Đã đến Hạt Rai Lê rồi mọi người.
đông khách du lịch ghê. Nãy mình mới phát hiện là có rất là nhiều cá luôn. Vừa mới bước xuống mình thấy cá. Ôi đẹp quá à. Không có mấy cái view đi nha. Cái này là khoan của Thái Căn ạ. Cảnh này cũng đẹp nhưng mà chưa phải là cái cảnh mà lúc mà bay phên ngồi xong rồi chụp thấy đằng sau là một cái hòn đá. Nên tụi mình sẽ đi vòng vòng để kiếm cái cảnh đó. Tụi mình đang đi bộ đi kiếm cái bãi đó nha mọi người. Nghe phản thi ha. Từ ngoài bãi biển có thể đi bộ, trong có cái đường có nhiều quán mọi người, đi bộ thẳng vào bên trong để tìm cái thăm thanh nào nha. Sau một hồi tìm kiếm thì hình như đã kiếm ra được cái đường để đi vô trong cái hang đó, trong cái thăm phá nàng đó. Đây nếu như mọi người có muốn đi á thì đi từ ngoài đi vô trong đúng không, xong rồi mình cứ đi tới một cái ngã ba đầu tiên góc ngoài phải để quay ra pha cho mọi người coi nha. Đó, cô vô cái đường này ha, đi thẳng vô, đi thẳng ra trong cái đường này nữa. Ồ, quẹo ra là sẽ thấy cái này gọi là rừng ngập mặn ha, ngay biển. Rừng ngập mặn. Khá là nắng nha. Đó, sẽ thấy cái rừng ngập mặn. Có thể để ý cái nhà hàng đằng sau. Thế du lịch ở trên bãi này chủ yếu là khách nước ngoài, mọi người khách Tây. Người Thái thì mình thấy ít á. Mà hôm nay đi may mắn là nước nó lên cho nên nhìn cái bãi này nó đẹp. Một cái hoạt động mà rất nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài thích đến cái cỏ rái lê này. Cái hạt rái lê này á, là để người ta sẽ leo vách đá mọi người. Đây nè, có rất là nhiều đoàn và là nơi huấn luyện hay sao. Họ sẽ leo lên trên cái hang đó. Như vậy, mình có thấy người ta đang leo chỗ đó không? Tiếp tục đi bộ thẳng vào bên trong. Ở trong này mát lắm luôn các mọi người. Sẽ gặp cái thăm Thá Nàng, là cái hang Thá Nàng. Wow, mát á, mát lắm luôn á. Đó. Đó, đi từ ngoài kia vô nha. Chỗ này nó có sợi dây để leo lên trên cao để ngắm cảnh nhưng mà nó hơi nguy hiểm nha, cho nên người ta khuyên là không nên leo lên. Mà có người chuyên người ta leo núi người ta lên được. Tới rồi mọi người, thăm Thá Nàng và cái cục mình muốn quay. Tới rồi mọi người. Nhưng mà ơi, cái cục đó, đó đó đó, cái cục đó là cái cục mình muốn thay hình như trong bay phơn á. Nhà bây giờ nước nó lên rồi. Nếu quay có ra không? Rồi, đợi đông quá à, bãi này đông lắm luôn á. Ở đây người ta cũng leo. Và ở cái hang này nó có một cái chỗ thờ linh vật rất là đặc trưng. Ở đằng sau mình nè. Mình quay lại cho mọi người xem nha. Đã đến được cái cục này
cái cùng ở trong cái phim, cái hòn đá trong cái phim Fanzone. Ở rất là mệt, rất đi rất là xa, đi bộ từ ngoài một cái phía khác của cái bãi này đi đến một cái phía khác, nhưng mà rất là đẹp luôn mọi người. Nước trong. Bây giờ sẽ chụp một tấm hình để so ra coi có giống không. Thật ra lúc mà quay phim thì nang rồi là nước nó đã rút hết rồi, nước nó cạn, bây giờ nước đang lên. Như cái cảnh là buổi chiều chiều, mỗi ngày là buổi trưa, nước đang lên cao. Mình sẽ chụp mấy tấm hình để so nha. Đằng sau này mọi người nó có một cái hang gọi là hang dơi, có thể leo lên trên đó xong rồi chụp có một cái lỗ để chụp ra nhìn thấy cảnh đằng xe mấy cái đó cũng đẹp lắm, nhưng mà mình hết sức để leo rồi, hơi mệt. Với lại là nghe nói trong đó có khỉ đồ nhiều lắm, ông ốp sợ nó giật đồ. Cho nên là bây giờ sẽ quay về lại cái bãi đó kiếm gì ăn, quay lại cái bãi mà hồi nãy mình đến đó kiếm đồ ăn ăn xong rồi về lại giờ resort. Nắng nhưng mà đẹp lắm luôn á, cái này nên đi luôn á, nước trong dã man. Rồi là người nước ngoài tới phơi nắng thôi. Đã hoàn thành được mục tiêu của trip hôm nay là chụp với cái hòn đá đó. Bây giờ thì đi về thôi, đi về resort. Đã về tới resort rồi mọi người, thì hôm nay tụi mình chuyển qua một cái phòng khác, nó rất là bự luôn đây. Dẫn mọi người vào xem phòng nha, để quay camera ra đằng sau. Đây là phòng của mình ngày hôm nay. Cái Chelsea Resort Krabi này đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng luôn á mọi người. Nó có các hoạt động thể thao trên biển nè, và vừa có phong cảnh rất là yên bình để mình có thể nghỉ ngơi. Ngoài ra thì mình thấy dịch vụ và các cái nhân viên phục vụ ở đây họ rất là nhiệt tình và dễ thương. Nếu như có gì thì mình recommend mọi người đến đây nha. Hôm nay là ngày thứ ba ở Krabi, thì tụi mình đang định đi lên một cái quán cà phê ở trên đồi núi cao nhìn xuống ngắm biển á. Nhưng mà nhìn nè, đông lắm. Với lại sắp phải ra sân bay nữa, người ta đang đợi để được đi cái xe này nó sẽ chở lên quán cà phê ở trên á. Cho nên là chắc là sẽ không đi đâu, tại vì đợi lâu không có kịp ra sân bay. Đó, đi cái xe này. Nên là để đi bộ bên kia coi là có quán nào khác ngồi không, khỏi phải đi lên trên. Bye. Ủa, view đẹp lắm nè. Dây điện chằng chịt. Đẹp quá.
giờ đã lên máy bay rồi mọi người. Hồi nãy nhớ là đi ra cái quán đó xong rồi cuối cùng cũng không có kiếm được chỗ nào ăn đẹp hết đó, mà phải tới giờ lên máy bay rồi, cho nên là hai đứa mình vội chạy ra sân bay và về luôn. Đi cả là vì lần này cũng không đi được nhiều chỗ lắm nhưng mà cũng rất là vui. Bạn nào có dịp đi chơi Krabi, đi ra Rai Lê chơi biển Rai Lê và leo lên được cái hang dơi thì nhớ chụp thật nhiều hình và khoe cho mình biết nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.